vườn hoa Tam Đảo mời mọi người ngắm bông hồng nguyên thủy. Đây là bông hồng nguyên thủy, một bông hoa lan này. Em vừa mua khúc này với giá là 400.000. Bác nào mua lại thì bác nào mà muốn sưu tầm thì có thể em bán lại cho các bác nguyên cả hoa nhá. 400.000 vừa hoa, vừa mắt ngủ, vừa ki trên thân luôn. Hồng nguyên thủy mặt hoa trên thân thì không bảo hành gì nhá. Đấy, cây đây nhá. Anh nào mua thì có thể liên hệ đến số điện thoại 0346 837 277. Cái này thì em chia sẻ gọi mức giá, có nghĩa là em mua giá nào em bán cho các bác giá đấy thôi, chứ không phải là em buôn vì cơ bản là thấy nó đẹp và giá nó rẻ thì mua về trồng chơi. Nhưng mà vì có em cũng có giống rồi nên là anh em nào mua thì có thể là em để bớt cho mọi người. Cái cây này mắt ngủ thì cũng có một số cái mắt mà người ta đã khai thác ki, ví như đây cái mắt này là người ta khai thác ki rồi này, mắt này người ta đã khai thác ki này, này là hai này, hiện tại còn một mắt đây này, một mắt trên ngón giữa của em là hai này. Đấy. Một mắt ở đây là 3 này, một mắt ở đây là 4 này, gồm có 4 mắt chưa khai thác ki nhá. Thì chúng ta có 4 mắt và một cái ki và một bông hoa như thế này. Chia sẻ mọi người là 400.000, mua như nào bán như vậy luôn. Em vườn hoa Tam Đảo xin phép là kết thúc video. Mọi người qua kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh để em có thể làm nhiều video hơn. Cái ki này thì dài khoảng tầm 15 cm, 13 cm mọi người nhá. 13 cm. Em xin phép là kết thúc video, dễ thì đẹp như này rồi. Ok, xin chào tất cả mọi người, em xin phép là kết thúc video đấy ạ.